Đà Phật hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2024. Chùa Hội Thánh Đức cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho hai hoàn cảnh dưới đây. Bạc Lộc cho chị Ngọc Lâm hỗ trợ là 600.000 lần thứ 76, và bạc Hương cho cô Ứng Danh ở Sài Gòn quận 1 hỗ trợ là 500.000 lần thứ 76. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn hai nhà tài trợ đã hỗ trợ cho hai hoàn cảnh này. Cô cũng kính chúc các nhà tài trợ và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, an lạc, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn Hội Hồng Đức Chùa Đồng Phú. Cảm ơn em gái Ân Danh ở quận 1 đã tận tình giúp đỡ cho mẹ con bà chị tháng 500. Cảm ơn. Dạ, chị cảm ơn chị Ngọc Long cho 600. Đại diện chính quyền địa phương cảm ơn hai nhà tài trợ đã tài trợ cho hai hoàn cảnh khó khăn, kinh nhân về mỗi chút gia đình và sức khỏe, hạnh phúc và tình đẹp. Cảm ơn.